ly cà phê đen trước mặt, ngụm đắng nhuộm cuộc đời. Cuộc đời trắng hay đen, thành công hay thất bại, hãy hỏi lòng mình chọn trắng hay đen. Cả bầu trời trước mặt, đôi mắt con không thấy ánh mặt trời, nhưng với con cuộc đời đầy nắng ấm, bởi quanh con đã có những bàn tay trao cả con tim siết chặt tình người. Đôi chân con bước đi vững chãi, bởi có những bàn chân đi mở lối tâm hồn, gieo hy vọng cho người mù tăm tối. Ly cà phê cho con ngọt ngào hơi sữa, bởi nó như cuộc sống đầy bao dung, đã cho con ngọt bùi trong cay đắng. Cuộc đời trắng hay đen, riêng cô gái mù thấy ly cà phê trắng, bởi dòng sữa yêu người đời đã ban cho. Cô giơ tay hướng về Thượng Đế, xin cảm ơn người, người mãi ở bên con. Năm 2002, Thủy viết bài thơ này xuất phát từ lòng biết ơn thầy Phong, một thầy giáo mù, cũng là một người anh đã dẫn dắt Thủy học chữ Braille và vi tính.